Dạ, Vũ xin kính chào cô chú bác anh chị em mình đang theo dõi kênh YouTube thầy Vũ Thuốc Nam nha. Thì hôm nay mình lên cái vườn thuốc á, mình sẽ quay mình chia sẻ một số cây thuốc. Rồi sau đó mình sẽ về nhà mình sẽ chia sẻ thêm một cái toa thuốc mà hỗ trợ cho cái người mà cái bị bệnh hiểm nghèo ha. Giai đoạn nặng thầy chê bác sĩ chạy ha. Thì lúc trước mình cũng có chia sẻ một số cái toa thuốc, ví dụ như là chữa ung thư giai đoạn cuối, rồi các cái thuốc toa thuốc đặc trị viêm gan siêu vi B, hoặc là thận hư, hoặc là lao kháng thuốc ha. Thì những cái bài thuốc đó là thuốc bắc. Thì giai đoạn thầy chơi bác sĩ chạy thì gần đây cũng có một số ca các bạn ơi. Khi họ tới mình đó là thường là bệnh viện là chê ha, ví dụ như khối u gan hay là ung thư gan đa ổ gì đó ha, hoặc là một số trường hợp khối u ở một số bộ phận, ví dụ như là tử cung, u nang buồng trứng, rồi tiền liệt tuyến, rồi khối u ở các bộ phận trên cơ thể ha. Thì một số trường hợp thì mình thấy khi đến mình đó là cái nó ở thường là ở những cái giai đoạn muộn ha. Đôi khi thì có số trường hợp lại mình đó thì người ta uống thuốc đó thì ví dụ cũng cầm cự được, nhưng mà sau đó đó thuốc mình là thuốc nam ha, cầm cự được, nhưng mà sau đó thì bệnh có thể nó ăn chúng nó bị tái lại đó, thì người ta sẽ có cái xu hướng là mình sẽ đổi thầy đổi thuốc, tìm thầy giỏi hơn, thuốc tốt hơn. Tuy nhiên cũng có số trường hợp là đổi thầy khác, tìm thuốc khác thì uống vẫn không hợp nha. Thì ở những giai đoạn này thì ví dụ là ý thí dụ nói là những cái mình không có không không có phải mình xem nhẹ thuốc nam của mình nha, nhưng mà đến những cái giai đoạn mà thầy chê bác sĩ chạy rồi thì mình phải phải sử dụng thuốc mạnh ha, coi như là còn nước còn tát ha. Cái người bệnh không bỏ cuộc, người nhà không bỏ cuộc, thì thầy thuốc mình là cũng không bỏ cuộc, mình không không có chạy người bệnh ha. Nói chung là hồi xưa tổ thầy dạy mình, ví dụ thấy những bệnh nào mà mạch khó rồi đó thì tổ thầy khuyên là mình đừng nhúng tay vô nha, người ta sợ ảnh hưởng tới cái uy tín, cái tiếng tăm của người thầy. Thầy đó mà hút thuốc cho ông đó, cuối cùng ông đó cũng chết. Thì nói chung á là tới số thì phải chết thôi ha, chứ không phải ai, không phải ai mình, không phải đời bây giờ đâu có thần y đâu ha, mà thần y là danh xưng thôi ha, chỉ đi dùng chỉ những người thật sự giỏi có kỳ tích thôi. Còn ví dụ người ta bệnh, người ta đúng đúng phải chết thì phải chịu thôi ha, còn chưa chưa đến lúc thì mình cứ còn hy vọng là mình còn tiếp tục. Thì mình sẽ chia sẻ một số cái vị thuốc để mà thay thế, tại vì trong cái thang thuốc của thầy sư phụ mình chỉ á, thì nó có một số cái vị mà nó hiện nay thì sử dụng nó không 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 có hợp lẽ nữa, thì mình sẽ tìm số vị thay thế. Ví dụ như cái vị thay thế mình nói là cái cây bún nè, bún bún núi nha, cái này là bún núi các bạn thấy nè. Cái gốc này mình cũng có chia sẻ rồi ha. Một năm rưỡi trước á, anh em mình đi đào ở những cái chủ vườn, người ta đào, người ta đốt bỏ đó các bạn. Thì anh em mình mới xin về thì mấy cái dấu đốt của nó cũng còn nè ha, người ta chặt rồi người ta đốt bỏ, thì anh em mình mới xin di thực về trồng. Thì bây giờ nó lành lặn, nó cũng tươi tốt lên này nè. Mùa này là mùa hạn nắng dữ lắm các bạn ơi, nắng là cây cỏ là cháy lá hết trơn luôn á, nhưng mà anh em mình là kiên quyết ha, là tốn tiền nước bao nhiêu thì tốn, nhưng mà phải tưới để cho nó có lá, để mình kẹt cảnh mình có lá mình xài cũng được nữa. Cái người thầy mà một số vị thầy mà ta trị ung thư đó thì người ta xài cái lá không à nha, cái thân người ta dưỡng lại để nó cho ra lá, người ta xài chặt cái thân thì nó ra lại nó lâu lắm nha, còn mình bẻ cái lá thì nó còn cái nhánh, nhiều nhánh thì nó ra lá lại mau lắm. Mùa này mùa hạn nhưng mà anh em mình ráng giữ ha, bún này nó cũng bị sâu tấn công dữ lắm ha, con cũng có sâu ăn bún nữa, lá nó hơi đắng ha.
Thì cái bún này là sẽ là một cái vị để thay thế ha, bún hay là kêu là cặn sen đó các bạn. Cái bún núi ha, bún này là bún núi ha, bún núi trái nó nhỏ, trái nó bằng ngón giò cái trở lại à. Còn cái bún ở dưới bưng bún đồng ha là cái trái nó gần bằng cái trứng vịt đó. Lá nó thì nó dài và nó nhọn hơn nha. Còn bún núi mình thì loại này nó tốt, cây này nó tốt ha. Còn mấy cây bên kia thì cũng cũng được, không có tốt lắm, lá cũng vừa vừa, tại cái cây đó gốc bự thì lá nó bự ha các bạn. Còn mấy cây bên đây là cây nhỏ thì lá nhỏ ha. Đó, thì mình bảo tồn mình lại hả, có cái bún bưng phải không, để qua quay cái bún bưng luôn quý vị, mình đang chăm sóc mấy cây thuốc ha quý vị ơi. Thì mình cũng quay mình chia sẻ vậy ha quý vị. Quý vị theo dõi thì cũng gắng cố gắng, mình sẵn là mình quay mình chia sẻ mấy cái cây bún ha. Nó có một cuốn lá, ba cái lá chét hình chân vịt nha. Thì tiếc là mình mới trồng đây thôi, nó mới ra lá lại thôi, nó chưa có cái bông trái để mình thấy ha. Rồi nếu mình để mình săn sóc ha, mình trồng cũng được mấy 60-70 gốc bún này ha, ở nhiều chỗ. Cây bún đồng bên đây đâu vậy? Không phải cái bún đồng là cây nhỏ kia kìa, mấy ông đốn bỏ hay gì rồi đó. Cái này cầm sống nặng đó. Cây này là cây núi. Sống nặng đó. Ừ. Nè nó nè. Ừ cái lá còn kìa, nó còn lên kìa. Đây. Cái cây này nó dài ha. Cây trên này là cây bún bún núi ha, còn cây bún đồng là cây dưới này nè quý vị ơi. Quên để mình chê nó chặt bỏ nó nè, lá nó dài nó nhọn hơn. À, lá nó dài hơn, nhọn hơn. Chót lá nó nhọn hơn nhiều đó. Đây nè. Mùi không có bằng. Mùi vị nó không có thơm bằng cái bún của mình nha. Để phải bẻ lá ra ngoài cho quý vị xem quá. Bẻ ra ngoài lá để xem kỹ hơn. Đó, cây bún bún này là bún bún đồng nha. Đây nè, bún đồng nè. Thì quý vị nào ở đồng theo bưng đó là nó có bún đồng ha. Lá của nó các bạn thấy nó nhon hơn, nó không có xòe, nó không che đều hơn, cái khoảng trống giữa các lá nó có nghĩa là phiên lá nó nhỏ hơn. Nó cái chót lá nó nhọn hơn nha. Đó. Nó khác với cái bún bún núi của mình ha. Cái bún núi mình bẻ lá bún núi cho bạn xem ha. Cái loại bình thường nó ở những vị trí khác nhau là lá nó khác nhau ha, chứ không phải là cây nào lá như cây nào nha. Chỗ nào tốt thì lá nó bự, còn không tốt thì lá nó nhỏ. Rồi để kế bên cho bạn so sánh ha, bẻ lá thấy cũng ổn ha. Đó. Bún núi. Rồi còn này là bún đồng. Lá khác nhau hoàn toàn đó quý vị ơi. Nha, mình nhìn kỹ ha, lá nó nhọn hơn, nó nhọn hơn. Đó. Còn đây là bún núi. À, bún đồng của bạn tua là bạn chụp cho kỹ ha, nhận dạng ha. Thì nói chung kẹt cảnh không có bún núi thì xài bún đồng vẫn được ha các bạn, mà để nhiều chút. Một cái vị mà mình thay thế cái vị thuốc mà mình sẽ thay thế đó là một vị nữa ha. Và ở đây là mình sẽ chia sẻ cho các bạn, đó là cái ngải mềm biệp lá nhỏ của mình nha. Ngải mềm lá nhỏ. Rồi. Thì cái ngải mềm lá nhỏ này nó có cái khả năng là lọc máu ha. Coi như là thay da đổi thịt á. Thì mình áp dụng mình thay thế một cái vị thuốc mà nó vừa mắc tiền mà nó vừa hiện nay là người ta không có khuyến khích sử dụng ha. Nữa khi chia sẻ tổ thuốc mình sẽ nói. Thì lá ngải biệp này mình cũng đã chia sẻ các bạn nhiều ha, lá ngải biệp nhỏ lá ha. Thân vuông có cạnh ha. Còn cái cây sương khỉ á, cái biệp biệp cây sương khỉ là lá lá nó lớn cộng nó tròn ha. Là nó khác với cái loại này của mình nha.
Mình đã chia sẻ rất là nhiều đó, các bạn nào mà muốn tìm hiểu thầy vào cái bài khác mà liên quan tới ngải biệp lá nhỏ, mình có chia sẻ nó trong bài tiểu đường này kia rồi đó, như cái bài thuốc đẹp da thay da đó thịt rồi đó, mình tua lại mình chụp mình đối chiếu ha. Ở đây anh em mình cũng trồng bảo tồn được một số ha, cái quỳnh hoa nè, rồi mấy cái cây thạch anh này, cái này nắng quá thì cũng còn để ở trong chậu ha, chưa có ấy ra bữa hổm nhiều quá cho anh ta muốn hết rồi. Giờ xin ông sư huynh ở bên chợ mới được 3-4 chậu rồi, đang ương lại ha. Còn ngải bềm bẹp thì mùa nắng này là nó rụi chân, anh em mình cũng cố gắng trồng ha, trồng để mà tưới nước quyết liệt để nó lên, nó có để kẹt cảnh có xài cho người bệnh ha. Thì ví dụ cặn mớ nhắm vậy đó, các bạn thấy cái bông đó đó ha, bông hơi tím tím giống như bông hoa cà leo ha, nhìn sơ ngang giống giống vậy đó ha. Còn cái trái nó hình châu bích ha, đây là trái hình châu bích nè. Rồi thì mình cũng chia sẻ nhiều rồi ha, cái cây ngải biệp lá nhỏ của mình nó khác với cây sơn khỉ ha, cây mảnh cộng 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 ha. Các bạn thân mến, đây là cái cây dừa kiển bông trắng ha, hay là kêu là dừa cạn đó, tại người ta trồng làm kiển là kêu là dừa kiển ha, mà nó lá nó giống lá rau dừa, cho nên nó là người ta kêu là rau dừa ha, mà trồng làm kiển đó. Thì nó có nhiều loại ha, hiện nay là nó được lai tạo rất là nhiều màu, nhưng mà cái màu trắng thì cái thân nó trắng ha, thường cái màu tím thì thằng nó tím ha, nó lai tạo rất là nhiều loại màu sắc khác nhau ha. Nhưng mà cái bộ phận mình đó là dùng để làm thuốc đó, tốt nhất cái cây mà làm thuốc tốt nhất nó là cây dừa kiển bông trắng này ha. Thì nó cái dược tính nó là nó có cái chất mà nấu ra nó có cái mùi giống như là cái thuốc mà vô quá trị cho cái người mà bị ung thư vậy đó ha. Đây có người bị ung thư vú á, người ta nói cái mùi này uống nó giống như cái chất vô quá chất đó. Thì cái này là hỗ trợ vô bài thuốc rất là tốt nha quý vị. Bên đây thì anh em trồng dưỡng đâu cũng mấy tháng trước ha. Giờ thì bông hoa nó sáng này, giấc sáng này là 19-10 giờ rồi, nó cũng đang chỗ bông rất là nhiều ha. Nó chỗ bông rất là nhiều, bạn thấy ha. Nhìn sơ ngang bông giống như bông cà leo vậy. Cà leo dây ha. Đó, anh em mình trồng dưỡng tưới nước quyết liệt luôn. Để có một mớ giống gì đó kẹt cảnh người bệnh tiểu đường tới hay là ung thư tới gì đó, mình quơ, mình cứu người ta ha. Cái cây thuốc mà dùng để thay thế tiếp theo nữa đó là cái xạ đen Hòa Bình ha. Thì ở đây xạ đen Hòa Bình là mình cũng trồng ở trên đất núi của mình ha, đó. Đất một công đất của cô Trang mình chia lại đó. Thì anh em huynh đệ mình đang săn sóc thuốc ha. Thì mình sẽ lấy một số lá già ở phía dưới đó ha. Mùa nắng này mình cũng không dám tỉa lá nữa các bạn ơi, tại quá nắng rồi. Chống lá nhiều quá là nó sẽ khô đất mặt và nó nóng rễ nó chết ha. Anh em mình cũng duy trì, cố gắng duy trì cho lắm mới còn được cái màu xanh này ha, chứ tưới nước muốn không lại luôn đó các bạn ơi. Cho nên là ở đây hiện tại là cỏ gác là kế bên là mình không có mặn luôn á, để cho nó che nắng bớt cho ba xạ đen của mình ha. Giờ quá trời rồi, nắng rồi, nắng là cháy cây cháy cối hết trơn luôn ha. Đó. Thì đây có ba kim ngân hoa ha, cỡ này nắng quá nắng thì nó cũng có bông lai gai. Nắng quá huynh đệ mình đang pha thuốc ha, để xịt đấy chứ để chữa lửa cho nó ha. Hiện nay là mình đang xịt cái ô tạc cốt với cái thạch cao, mình pha hai thứ đó để mình xịt cho cái cây nó có cái độ mát của nó ha, để nó không có chống được cái nóng, để bảo tồn ha, vừa tưới nước mà phải vừa xịt cái chất thuốc hàn vô để cho cái cây nó chịu hạn ha. Tưới vậy bột
tiêu với rừng thạch cao cho nó mát, nắng quá kết quả không đó. Mà cái này ông thầy thưa ông chỉ mát tiêu thạch cao với năng mực ô là ô tạc cốt thuốc trong thuốc bắc á, tưới là cái cây nó chịu hạn dưỡng dằn luôn, nắng cái nào nắng nó không bao giờ cụp. Số cái xà đen mới trồng mà ở trên đất núi không vậy, bởi vì nó quá hạn đi. Giờ anh em mình phải nghiên cứu để mà xịt mà tưới nó để cho nó cầm cự lại mới được ha. Số cây ăn trái là mình cũng dưỡng luôn ha. Ở trong đất á, thì giờ thì khi mình trồng mùa hạn này mình thấy nó bộc lộ cái khuyết điểm là nó chan chát như vậy đó, ở trên nó chống lỏng mà nắng gội xuống cát nó nóng, là cái cây rễ nó còn ngắn lắm, nó còn nằm ở khơi trên mặt đất, cho nên cát nóng là nó bị héo, nó bị chết nha. Cho nên là muốn không chết là tưới nước rất là nhiều luôn. Ví dụ giống như mấy cây lựu này thì nó chịu hạn được ha, thì mình tưới nước thì nó cũng cầm cự được, nhưng mà nắng quá là nó vẫn bị cháy lá, vẫn bị cụp ha. Cho nên giờ anh em mình là nghiên cứu ra ha, nghiên cứu cái thuốc mà sư phụ để lại ha, chỉ lại là cái phát tiêu với thạch cao với cái ô tạc cốt mà nan mực ha, mình lấy cái phấn của nó đó rồi mình pha mình xịt vô cái cây ha, là tăng lên cái độ chịu hạn cho nó, nó chống chọi với hạn tốt lắm ha. Các bạn thân mến ha, bây giờ mình về nhà rồi, mình đã điện đặt chị Sương cơ sở thu sương ở nhà bàn nha, một cái thang thuốc chị hốt cho mình rồi nha. Thì sau đây mình sẽ công khai cái to thuốc. To thuốc này sư phụ mình hồi xưa là ghi nguyên bản cho mình ghi lại ha. Tức là sư phụ cũng sử dụng cái thang cổ phương nhưng mà nó có gia giảm ha. Có gia giảm theo cái thời gian để nó không có trùng với người ta. Thì ở đây mình công khai, ví dụ là mình sẽ để trong cái phần mô tả, bạn bấm vô tiêu đề là nó sẽ nổi lên, mình sẽ cập nhật cái to mình ghi trong đó. Các bạn chụp nó dễ hơn. Hoặc không thì mình chưa cập nhật thì các bạn co tua lại ha, chụp hình lại các bạn ghi lại. Ví dụ như là cái vị thứ nhất là cam thảo là 2 chỉ, vị thứ hai là bán chỉ liên là 5 chỉ, thì các bạn lưu ý ha, 1 chỉ tức là nó 4 gram, 2 chỉ là 8 gram, còn 5 chỉ là 20 gram đó. Vị thứ ba là cái bạch hoa xà thiệt thảo là 5 chỉ nha. Cái vị thứ tư là xiên sơn giáp, thì ở đây mình nói luôn xuyên sơn giáp là nó cái vị thuốc hiện nay người ta không có khuyến khích dùng, nó là cái vảy của con trúc ha. Hiện nay thì mình đối với về với mình thì mình sẽ thay thế ha, là bằng cái ngải bìm bẹp của mình nè, với xạ đen nè, với cần sen, với rễ sáu tam phân. Thì có lần mình nói đó là cái ông chú đó, ông Đại Kiếm sư huynh, ông xin ngải bìm bẹp đó, ông sư huynh ông giới thiệu là cái sừng tê giác này. Mà ông chú đó không chịu, nó chỉ cho ông ngải bìm bẹp nhỏ lá của mình thôi ha. Ở đây mấy vị thay thế nè, cái ngải bìm bẹp nhỏ lá mình có quay chia sẻ nãy đó ha. Rồi cái lá xạ đen nha, lá xạ đen, lá xạ đen mình bẻ mớ lá đó, với cái mình xài lá bún nha, không có chặt nguyên cái nhánh để ảnh hưởng cái cây bún. Rồi cái rễ thằng xạ hương của mình ở đây, mấy thầy thuốc mình hay gọi là sáu tam phân đó ha, là rễ thằng xạ hương. Thì mỗi một vị như vậy á là nó tươi là nó khoảng 20 gram, còn nếu như nó khô thì nó 12, khoảng 12 gram ha, khô thì khoảng 12 gram. Rồi như vậy thì bốn cái vị thay thế này đối với mình đó là mình thay thế qua là cái xiên sơn giáp ấy, mình thay thế qua là cái ngải bìm bẹp, cái lá xạ đen. Xạ đen nó chỉ được 5 dòng ung thư, ngải bìm bẹp của mình là nó chữa u khó u với sữa máu huyết đồ cái này á, bún cần sen nó cũng trị ung thư, cải sáu tam phân nó cũng trị khó u. Thì mình thay thế bốn vị này nó mạnh hơn xiên sơn giáp rất là nhiều luôn ha, không nhất thiết phải xài xiên sơn giáp. Vị thứ năm là tạo giác là 3 chỉ, vị thứ sáu là cái cây dừa kiển bông trắng mình cũng có quay chia sẻ đó ha, là 3 chỉ, là dừa cạn dừa kiển bông trắng đó. Vị thứ bảy là bồ công anh 5 chỉ nha. Thì cái bồ công anh đó thì nó coi như là nó tính vậy, nó mát hàng, mình cũng có chia sẻ rồi đó ha, nó cũng hỗ trợ các khối u mà các cái nhiệt sốt rồi rất tốt. Còn hương nhĩ tử là hạt trái ké đầu ngựa đó ha, nó bình phong này kia rồi cũng tốt ha, trừ phong này kia cũng tốt, ngứa ngáy rồi đó. Rồi xuyên khung là cái vị thuốc mà
để quá ứ tán ứ ha, để hỗ trợ mấy khu rồi diễn trí đó, là thông thận tư thận. Còn lương khương á, lương khương khương đó là gừng ha, gừng khô. À, xin lỗi, lương khương là cái ghiền á, cái ghiền ha. Còn cương mới là gừng, còn khương á là nghệ, á là ghiền ha, là cây ghiền. Lương khương là ghiền, là ba chỉ cây ghiền á. Mình không có, mình xài lá ghiền, cây ghiền cũng được ha, là ba chỉ. À, hoàng liên chữa sốt, kháng viêm, kháng sinh này kia đó ha, là ba chỉ. À, quyền sâm, quyền sâm nó cũng chữa sốt ha, nó đen, sâm đen đó. Rồi nó ba chỉ. À, hoàng cầm, hoàng liên, hoàng bá rồi đó, thì mấy cái đó là cái nó kháng viêm, kháng sinh tự nhiên ha, chữa sốt. Rồi ô tạc cốt là cái năng mực đó ha. Rồi ba chỉ. Cái hoàng kỳ là quỳnh kỳ của mình đó ha, là năm chỉ. Đối với mình thì mình xài quỳnh kỳ của mình đó, thì mình xài cái quỳnh kỳ ngọt phú quốc của mình ha. Còn đại hoàng là nó sổ, nó mở. À, cái táo táo nhân thì ba chỉ là giúp an thần ngủ ngon, hạ khô thảo. Hạ khô thảo là vị thuốc để mà chữa ung thư, các cái hạt đồ rất là hay ha. Rồi xiên bối mẫu. À, xiên bối mẫu là nó đi về bên phế, bên phổi, nó hỗ trợ bên phế, bên phổi rất là tốt ha. À, cái cánh nó trừ đàm này kia đó ha, liên kiều, giải độc. Đó. Thì mấy cái thuốc này là mình sắc bằng cách là mình sẽ đổ nước vô ngập mặt thuốc, mình sắc còn khoảng nửa lượng nước ha, rồi mình chia đều ra. Mình chia đều ra mình uống ha. Thì đối với người ung thư ở giai đoạn cuối rồi á, là gần như là ta uống không được nhiều, thì mỗi lần mình uống như vậy đó là cỡ nửa chung trà nhỏ thôi nha. Mình gom hết thuốc này vô mình sắc nha, mình gom hết cái thang thuốc này ha. Thì bây giờ á, là ví dụ như có số bệnh ung thư các bạn thấy người ta cũng xài bán chỉ liên với bạch hoa xà đó nha. À, mỗi thứ năm chỉ thì có số trường hợp ung thư mà dạng nhiệt á, thì ta uống hai loại này là ung thư dạng nhẹ, dạng nhiệt á, thì người ta đã uống hai, hoặc là nói cái bài thuốc tử tù của người Trung Quốc á, là bán chỉ liên với bạch hoa xà là hai thằng này thôi. Nhưng mà hai này á, thì đôi khi một số bệnh nó nặng quá, cái giai đoạn mà muộn quá rồi đó ha, thiếu những cái vị thuốc hỗ trợ các cả công năng tạng phủ á, là nó chịu không nổi đâu ha. Cho nên mình phải thêm vô rất là nhiều loại thuốc nữa ha. Hiện nay thì về tới mình thì mình thế cái xuyên sơn giáp bằng bốn cái vị thuốc thông dụng của mình ha, thần dược của mình ha. Đó. Thì cái giai đoạn nói chung là thầy chơi bác sĩ chạy rồi ha, thì khi mà mình tới, ví dụ mình tới thầy á, ở đây Vũ nhất thiết phải chia sẻ cái bài thuốc này là tại vì mà có gần đây phát hiện số trường hợp bệnh nặng á, họ tới mình thì mình không có chạy. Không phải là mình hay, mà là nói chung là về mặt nhân dân á, thì mình không phải mình nói mình giỏi, nhưng mà còn nước thì còn tát, thì mình chị mình cũng nói rõ, thì tới đâu hay tới đó, có gì không đổ thừa. Còn mình đâu có sợ tai tiếng gì hết, mình đầy về thầy thuốc giường vô danh tiểu tốt mà đâu có tiếng đâu, sợ mắc tiếng, cho nên là không có chạy bệnh á. Chừng nào bệnh chạy thầy thôi, chứ ở đây là thầy không có chạy bệnh ha. Nhưng mà mình phải nói rõ, tôi giúp được tới đâu hay tới đó, còn nếu phát hiện thầy nào hay hơn thì cứ tới ha. Cứ chạy, cứ lấy thằng thuốc. Thì đầu tiên mình hướng dẫn các bạn đó là các bạn ghi to nha, mình tua lại, mình chụp lại ha. Rồi cái mình ghi to, mình lại tiệm mình hỏi một cái số tiệm bán thuốc bắc á, ví dụ như cái to thuốc này là có không, có đầy đủ hết không, thiếu gì gì nha. Thiếu thì nó thiếu, có nó có, hỏi kỹ người ta ha. Rồi hỏi luôn cái giá là nhiêu tiền. Như tại thời điểm bữa nay là ngày 11 tháng 3 2023, là chị Sương, cơ sở Thu Sương 6 xứng bán thang này là 200.000, thang thuốc này là giá 200 thôi nha. Có số vị thuốc mắc 200 là hết cái to này nha. Còn nếu bỏ cái vị xiên sơn giáp này ra là nó không tới nha, nó khoảng trăm mấy thôi. Rồi như vậy thì mình hỏi người ta bây giờ là có thì mua về sắc uống như mình vậy đó. Thì ở đây thêm cái nữa là mình dặn dò ha. Ở đây mình có số lời dặn dò lưu ý ha quý vị ơi.
Thì cái giai đoạn cuối á, một số bệnh ví dụ bệnh gan á, nó thèm mấy cái đồ độc không à, bệnh phổi cũng gì nữa, thì cơ thể những cái khối u nó đang hành hạ nó cần cái gì á, là nó sẽ thèm cái đó. Ví dụ gan là thèm trứng dữ lắm, thì trứng là không được ăn. Nói chung giờ là các cái bệnh ung thư giai đoạn cuối về thức ăn đối với mình á, là nên ăn cháo với muối thôi, miếng ít muối hoặc là kho quẹt hay gì đó ha. Hạn chế đồ bổ, mình thấy người ta si quá, mình bổ vô bổ nhiều khối u năng hết nhiều cho nên cái kinh nghiệm á, thì nếu cái người ăn mặn á, thì chỉ ăn được cá lóc thôi. Cá lóc các bạn làm trà bông, kho tiêu, kho gì, ha, kho khô, kho gì đó, làm nấu cháo, nấu gì đó nha, thì nên ăn ăn được con cá lóc thôi nó hiền. Hạn chế tất cả cái đồ bổ thức ăn mà phong độc nha. Thì mình cứ ăn được mình mới sống á, chứ không ăn quá không được ha. Mình theo như Tây y nó không có cử gì trơn là không được, tại vì mình đang bị những khối u, ví dụ như cái bài thuốc này nó hay, như mình nói trường hợp mà các khối u gan ha, u phổi là nó hay ở đó, mà hiện nay các cái tình trạng ung thư đó là chết nhiều ha. Rồi các khối u tiền liệt tuyến này nọ kia đồ, hay là các cái khối u ở những vị trí khác ha, ở thận hay ung thư thận, hay là các cái ung thư vú này nọ kia rồi, là mình vẫn áp dụng cái bài này được ha, thì vẫn cứu cánh được nha các bạn. Dưới thứ hai nữa đó là mình có số lưu ý là cái người tính giai đoạn này nè, các bạn có giấu thì giấu cũng không được, người ta cũng biết rồi, mà mình phải làm sao đó mình động viên người ta, động viên người ta hết cỡ luôn, có nghĩa là làm sao cho người ta đừng có sợ chết. Mà nếu mà sợ chết đó, thì mình nói với người ta, nếu mà đã sợ chết thì phải ráng uống thuốc để sống nha. Còn người không sợ chết thì người ta nghĩ vô thường rồi, sanh lão bệnh tử nó là chuyện bình thường. Cái người có nghĩa là người ta sợ chết là người ta loạn thần, ta mất cái niềm tin thì uống thuốc nó không có dính nữa, có nghĩa là người ta quá sợ rồi. Thì các bạn thấy giống như trong mùa dịch vừa rồi đó, cũng số ca ví dụ người ta đâu có chết đâu, mà nghe phát hiện lên cái nấu lên cái tài quản hồn, người ta sợ quá sợ, thành ra sợ quá cái chết luôn. Nhiều khi chết vì sợ chứ không phải chết vì bệnh nữa. Thì ở đây Vũ nói một số trường hợp là cái giai đoạn này là thầy chê bác sĩ chạy là bệnh ế rồi ha, thì còn nước thì còn tát nha. Giai đoạn này thì Vũ không dám nói là mình hay giỏi gì hết, thì có thuốc quý thuốc hay ở đây là cái to này sư phụ mình đã áp dụng xài mà cũng nhiều năm nha. Từ sư phụ nói từ thời sư phụ đặng rồi tới sư phụ tới mình chỉnh sửa đầu thêm bớt rồi vô ha, thì áp dụng xài là thấy là hiệu quả. Thì Vũ cũng trăn trở là gì, có những cái bệnh ví dụ như là ở xa mình quá người ta không tới được mình nè, hoặc là ta nghèo quá ta không có tiền, khổ quá đâu có tiền đi tới mình, ở xa quá. Bây giờ ví dụ mà gửi thuốc đi, thì thuốc các bạn biết thuốc này nó mắc chứ đâu có rẻ, mà nhiều người giúp nhiều người thì Vũ sẽ không có khả năng. Thì thôi thì chia sẻ lên đây đi, trong những cái bài thuốc mình chia sẻ đó ha, những bài thuốc thận hư này nọ kia đó, những cái thang thuốc đó là có những vị là làm thuốc nhiều năm chứ chưa hẳn có được những cái to mà mình chia sẻ lên đây. Thì ở đây mình chia sẻ là thí các bạn, mình thí cái to thuốc để biết đâu cứu cánh ha. Tại vì mình đề phòng là gì, một số trường hợp mà bệnh ế đó thì lợi thầy người ta chê, nhưng có một số trường hợp gần đây mình thấy số với lại mình không chê, nhưng mà lợi mấy ông thầy có danh có tiếng người ta chê, người ta trị người ta, tại vì người ta biết trước cái kết quả cho nên là người ta không trị mất tiếng. Tuy nhiên đó là cũng có nhiều trường hợp là cũng cứu cánh được ha các bạn, áp dụng những cái to thuốc thì từ thấp cho tới cao nha. Ở đây là thang thuốc này cũng như là nó cũng cao cấp lắm rồi, thì mình cố gắng mình thương người nhà mình, thương người thân mình, thì mình vận động hết cỡ, uống nhiều không được thì uống ít. Thậm chí một số trường hợp mình kể các bạn đó là đi về bệnh viện về là uống bằng cái ống hút, chấm lần cái ống hút, chấm ống hút và đưa vô miệng lần được vài giọt thôi cũng uống nữa. Hoặc số trường hợp đâm ống thì mình đổ ống vô, mình đổ từ từ vô ha, thì mình phối hợp mình quyết liệt lên thì biết đâu mình có thể cứu được người thân của mình, có thể kéo dài được thêm sự sống hoặc là hết luôn không chừng ha. Một số trường hợp mà nói chung cái khối u nó quá giải được khối u thì nó hết luôn không chừng ha, kiên trì mình cứu. Tại vì một số trường hợp đó, theo như mình làm lâu năm đó, thì mình cũng thấy là nhiều người đó, có tiền nhiều nhưng mà vô mấy cái ung thư ác tính đó, là đôi khi các bạn thấy đó, giác đó tiền nó không giải quyết được gì nữa chứ, có tiền bao nhiêu cứu mạng mình cũng không được chứ. Mà nhiều khi cái người ít tiền mà ta
vô tình người ta phát hiện được những cái bài thuốc hay, bài thuốc quý vậy mà người ta tin dùng, ta uống nhưng mà ta sống quá, kéo dài sự sống ta, hoặc có người ta hết luôn, ta sống luôn ha. Nhiều trường hợp nói chung cũng kỳ tích lắm. Thì ở đây là Vũ chia sẻ cái bài thuốc bắc này không, là cái sở trường của Vũ thì nói chung là cái yêu thích của mình là thuốc nam. Tại tổ là Lê Hữu Trác có nói là nam y trị nam nhân, người nam nên dùng thuốc nam để trị. Tuy nhiên là thuốc nam của mình hiện nay thì nó cũng mai một hết trơn, nó cũng khan hiếm nhiều thứ ha. Rồi có nhiều nơi các bạn kiếm không được, không ai, không phải ai ở thành thị cũng đủ điều kiện để kiếm thuốc nam. Thì mình chia sẻ những cái thuốc bắc này thì cho cứu cánh những người mà người ta không có điều kiện để tiếp cận cái thuốc nam ha, thì ta ghi to lại tìm thuốc bắc ta mua nó dễ. Thì chia sẻ ở đây thì các bạn lưu ý ha, mình nghe kỹ chia sẻ. Thì ở đây nhà thuốc mình là nhà thuốc từ thiện nha, làm từ thiện mình nói luôn, nhà thuốc từ thiện. Nhà thuốc mình là ở cách chợ Nhà Bàn 400m, thuộc thị trấn Nhà Bàn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Trên Google Maps là các bạn tìm nhà thuốc thầy Vũ, bấm chữ nhà thuốc thầy Vũ ha, là tìm nó sẽ chỉ đường đi. Thì ở đây là mình hút thuốc là ngày chủ nhật nha, hút ngày chủ nhật và hút từ thiện ngày chủ nhật. Còn mấy ngày khác mình đi dạy học với anh em đi làm không có tiếp được, cho nên tất cả anh em cộng sự hy sinh một ngày chủ nhật để tiếp bà con, hay mấy trăm người thì tiếp mấy trăm người, trung bình là 300-400 ha. Thì làm hết cái lượt bà con, còn lại thì mấy thời gian khác là mình hẹn mấy cái đoàn ở gần, mấy cái người thân của cộng sự nhà thuốc 10 người, mấy người 20 người đó mình hẹn riêng, hẹn ở những cái buổi khác khi mà anh em sắp xếp được á. Ở đây mình chia sẻ lên đây là mình không có bán thuốc nữa các bạn. Các bạn đừng hỏi là bán cho tôi hay này nọ kia, đừng hỏi mua ha. Nhớ nghe kỹ nội dung mình chia sẻ. Ở đây mình không có bán thuốc. Tại vì chia sẻ gì cái gửi thuốc các bạn tính tiền các bạn. Nhiều bạn nói chia sẻ lên đây tưởng làm gì, không bán kiếm tiền. Ví dụ người ta bán cái thang này 200.000 đi, tôi mua hai thang này 200.000 chuyển cho các bạn nói chắc chừng 100.000, bán 200.000 lời, kiếm lời 100.000. Cho nên vì lý do đó mà gần đây mình không có gửi thuốc, đối với những thuốc bắc là mình không có gửi các bạn. Thuốc nam mình gửi các bạn trả ship, còn thuốc bắc là các bạn kêu gửi mình không gửi. Gửi không khéo các bạn nói mình ăn lời lớn này kia trong đó lu lắm ha. Và cho nên mình mới dùng từ là mình không có bán thuốc với mọi hình thức. Nhiều khi mua giùm các bạn cũng đánh giá mình không chừng nữa. Nó cũng khổ lắm ha. Cho nên là chia sẻ lên đây hay là ngày hút thuốc từ thiện. Thì kể cả hút thuốc từ thiện cũng có bạn dèm pha mình đó, mình để cái lon tiền. Cũng có bạn dèm pha đó, mình hút thuốc mình lấy tiền. Thì cái người nào mà nói có tâm ý nghĩ người ta xấu đó, thì mình ngồi đó mình chờ coi để tiền đó để làm gì. Người ta để tiền đó để một hồi á, dù có được 500 mình hay 1 triệu mình sẽ gọi thuốc bắt về để chia sẻ, chia sớt cho bà con. Cái người giàu, cái người có khả năng có tiền thì bỏ vô nhiều thì mua thuốc chia đều qua cho người nghèo uống, ai cũng có thuốc uống. Cái tiền đó là mình mua thuốc tại chỗ, phục vụ tại chỗ anh em, mình không có sử dụng cái tiền đó. Còn cái kinh phí hoạt động hàng tháng á, là có chị Trương Hải ở Sài Gòn với một số người bạn của mình ở đây ha, là hỗ trợ kinh phí đi lấy thuốc, hỗ trợ các đoàn sưu tầm thuốc, hoạt động nhà thuốc anh em đổ xăng cộ này nọ kia ha, tiền nước tiền điện này kia các thứ, mình không có xài vô cái tiền đó. Cho nên ở đây về mặt khi các bạn tới đây hút thuốc, không nhất thiết là mình không có khó khăn thì mình không cần phải hùng tiền ha. Hùng tiền hay không hùng tiền gì mình vẫn được hút ngang nhau như nhau hết, mình không có phân biệt người giàu hay người nghèo mà có đóng góp hay không đóng góp. Nó nhân dân lại chỗ đó chứ như mấy thầy khác thì người ta tính thẳng thang nhiêu tiền á, cho nó dễ, đâu ai nói người ta đâu tính thang 10.000, 20.000, 60.000, 100.000, 200.000, người ta tính sòng phẳng, đâu ai nói. Ở đây là vì công sức của anh em từ thiện đổ vô đây, thuốc mình đi đi kiếm đi tìm nhiều đoàn hỗ trợ ha. Thì cái phần hỗ trợ tại chỗ đó là dùng để mua thuốc bắc để bổ sung thêm cho bà con mau khỏe mạnh ha, uống vô cho nó có thuốc uống. Nhiều người ta cũng giống như uống thuốc nam bạn khô quẹt vậy, còn thuốc bắc là ăn sơn hào hải vị thì cũng phải để vài vị sơn hào hải vị vô cho người ta thấy thuốc nó ngon, để có gì đó để uống ha. Thì nói chung là mình chia sẻ thì mình nói các bạn tới được đó, nhà thuốc thì các bạn tới, còn mình tới không được á thì mình kết bạn Zalo với số điện thoại của mình đó, nữa trong đó mình có để địa chỉ trong phần mô tả đó, bấm vô tiêu đề ha, mình để địa chỉ của mình trong đó, số điện thoại Zalo. Thì số Zalo của mình là 0916475123. Mình lặp lại ha, 0916475123. Các bạn kết bạn, các bạn để lại thông tin. Các bạn hạn chế không có điện nha, tại vì mình không đi dạy, mình đi lái xe.
hoặc là ở trên núi sống yếu này nọ kia lắm, như đeo cây lấy thuốc rồi thời gian mình trả lời các bạn ít lắm. Thì các bạn có gì nội dung mà các bạn cần hỗ trợ không, tới được thì tới nhà thuốc như để theo địa chỉ vào ngày chủ nhật, còn không tới được thì để lại thông tin người bệnh, người bệnh là tên gì, bao nhiêu tuổi, bệnh gì, rồi khi gửi thuốc là gửi cho ai, số nhà, ấp, xã, huyện, tỉnh, thành phố gì đó bạn gửi cụ thể. Thì ở đây không phải là các bạn để bao nhiêu là mình gửi bao nhiêu, mà mình sẽ xem xét mình nhắm hỗ trợ được, hỗ trợ tùy cái khả năng của mình nha. Còn các bạn muốn nhanh thì các bạn phải chịu khó tới nhà thuốc nha, chứ không phải là mình gửi yêu cầu 100 người, 1000 người là mình phải hỗ trợ hết. Tại vì hiện tại các bạn có thông cảm, nhà thuốc là năng lực thuốc men là không đủ, nhân lực cũng không đủ luôn, sức lực cũng không đủ luôn, nó thiếu nhiều thứ lắm. Cho nên là mục đích mình chia sẻ lên kênh đó là để các bạn có thể tự kiếm tự tìm, còn nếu khó quá kiếm tìm không được thì mình chịu khó tới nhà thuốc hoặc là để lại thông tin nha, chờ mình. Ví dụ lâu quá quên thì các bạn nhắn tin nhắc lại mình ha, tại máy mình nhiều khi nó đầy quá, mình làm YouTube đó, mình đăng liên tục với bên Zalo với Facebook, lâu lâu nó đầy cái mượn em nó gót máy lại là nội dung cũ mắc hết trơn, cho nên nhiều có nhiều cái là thông tin mình quên hết luôn, quên luôn á, không có nhớ ai là ai nữa trơn, có số yêu cầu cũ á lỡ Vũ quên thì các bạn chịu khó nhắc lại giùm ha, gót lại lâu lâu 2-3 ngày 5 ngày 7 ngày tuần vậy đó, gót máy lại mất tiêu chừng. Tại cái điện thoại cái dung lượng nó thấp quá thì hình ảnh nó luôn nhiều quá, rồi mình xóa dữ lắm mà cũng không hết, nó kẹt trên Zalo, trên Facebook gì đó ha. Đó, thì mình chia sẻ cho các bạn vậy ha, rồi các bạn quan hỷ giùm mình nha, rồi mình làm theo hướng dẫn của mình. Thì rất mong các bạn yêu quý kênh, ủng hộ kênh, chia sẻ cái bài thuốc này ha, thì nó cũng rất là hay á, thì mình cũng dùng để cứu được nhiều trường hợp ha, thầy chơi bác sĩ chạy, thì nói chung là phước chủ may thầy nha các bạn ơi. Thì ở đây cái kênh mình thì nhỏ ha, mình cũng thầy cũng vô danh thôi ha, thì chia sẻ lên đây bằng những cái tâm huyết, bằng những cái kinh nghiệm của mình nha các bạn theo dõi. Có số cái thì một số bệnh các bạn hỏi này kia thì các bạn gà kiếm mình chia sẻ gần như là cũng hết mấy cái bệnh ở trên cơ thể con người rồi, nhiều bài lắm rồi ha, cả 100 bài rồi các bạn tìm hiểu vô đó. Mình muốn nhờ mình giúp cái gì á thì các bạn vô các bạn xem mình chia sẻ coi là thuốc như thế nào, cách trị ra sao, bạn thấy tin tưởng thì nhờ mình giúp. Chứ một số bạn điện tới hỏi thầy ơi chữa được bệnh này hay không, bệnh kia không, thì nếu mà bạn hỏi như vậy thì các bạn không có lòng tin rồi, các bạn chả biết mình có năng lực đó hay không, là không có lòng tin. Thì nếu bạn hỏi chữa được hay không thì mình sẽ trả lời là không ha. Thì tuy nhiên về quan điểm thầy thuốc mình không có chạy bệnh nào chứ, nếu tin mình tới mình thì mình giúp nha, mình nhắm mình tin tưởng thầy thì mình tới nhờ thầy hút thuốc người ta giúp mình. Còn mình ở nhà mà mình hỏi thầy ơi chữa được hay không vậy thì các bạn đâu có biết người ta là ai đâu, các bạn đâu có hiểu năng lực người ta, đâu có tin tưởng người ta đâu, thì uống thuốc cũng đâu có tác dụng gì đâu ha. Cái đó là cái nguyên tắc của mình nha. Các bạn thấy mình chia sẻ, các bạn thấy tin tưởng được thì tới, không tin tưởng được thì thôi tìm thầy nào giỏi hơn nha. Thì rất mong các bạn yêu quý kênh, ủng hộ kênh, chia sẻ kênh để có quảng cáo, để có tiền chi phí để hỗ trợ anh em sưu tầm thuốc, để có thuốc nhiều để phục vụ bà con nhiều ha. Nhất là kính chúc quý vị sức khỏe, may mắn, thành công và an lành trong cuộc sống nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn nha.